Hằng xin chào ông bà cô chú Nhật Bản. Hôm nay Hạnh thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh ở Mỹ có gửi về cho Hạnh là 300 đô thì Hạnh đổi được là 7.440.000, thì Hạnh mua được 23 phần quà, mỗi phần quà trị giá là 230.000. Một phần quà gồm có là 10 kg gạo Đại Thơm 190, một thùng mì là 75, một chai nước mắm là 25.000, một chai nước tương 7.000, một chai dầu ăn 30, một bịch muối là 3.000. Tổng 23 phần quà thì Hạnh nhân 330.000 là bằng 7.590.000, thì số tiền Hạnh nhận được 7.440.000, Hạnh bù cho chẳng 23 phần quà luôn. Thì nhân đây thì Hạnh thay mặt 23 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết này thì Hạnh cũng cảm ơn anh chị rất nhiều. Hạnh xin chúc cho gia đình anh chị năm cũ bước sang năm mới, vạn sự cát tường, gia đình thì luôn hạnh phúc, công việc lúc nào cũng thuận lợi và thành công tốt đẹp. Giờ Hạnh sẽ mời ông bà cô chú chị bạn cùng anh em Hạnh vận chuyển quà đặng đi tặng cho bà con ở vùng sâu vùng xa. Giờ anh Phương ơi, hôm nay thì có anh Phương thì đi chở tiếp Hạnh á. Hôm nay thì Hạnh sẽ đi chở quà tặng cho bà con bằng xe Honda. Thì cái vỏ hôm trước của Hạnh thì cái máy nó bị hư rồi nên phải giờ đi vận chuyển bằng xe. Giờ Hạnh đi với anh Tám với anh Phương. Giờ Hạnh cũng mời ông bà cô chú chị bạn cùng đi tặng quà với Hạnh nha. Bây giờ thì có hai anh em thì chở ông hết á, nên thêm cà xiên nó theo chở cho hết á, tại vì đi xa mà chạy về lấy thì lâu lắm. Thì hôm nay thì mấy anh em theo Hạnh phụ thì Hạnh sẽ gửi cho mấy anh em một phần quà. Phần quà này là của vợ chồng anh Jimmy với chị Khanh ở bên Mỹ gửi tặng cho mấy anh em nha. Rồi năm mới thì Hạnh xin chúc tất cả anh em có thật nhiều sức khỏe luôn. Cũng xin chúc anh chị sức khỏe. Cảm ơn anh chị. Rồi bây giờ mấy anh em Hạnh sẽ xuất phát đi tặng quà. Rồi lên xe. Ai chạy trước? Anh Phương trước nè. Nhi con chào bà. Dạ. Trong em. Bà ở đâu? Trời ơi, trong kinh trọng. Trong kinh trọng hả? Ừ. Sống Bình Nên nè hả? Trong em. Rồi bà đi ra đây chơi á gì? Thăm gái hả? Thăm gái hả? Ừ. Đi bằng gì ra? Ủa đi có gian người ta. Có gian giờ à? Chiều có đi thì có gian người ta gì ạ? Dạ. Người ta đi vô trọng rồi có gian. Thì hôm nay thì Hạnh lên xã Ngọc Thành nè, đặng tặng quà cho bà con. Ừ. Bây giờ có bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Tâm bà. Tâm bà ha. Ừ. Tâm con, rồi gặp con tặng quà rồi lấy xin phần quà ha. Ừ, gặp mừng lắm. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 83. Bà 83 tuổi rồi, bà sống ở Bình Ơn nè. Thì hôm nay con thay mặt cho chị anh chị ở bên Mỹ, anh Jimmy với chị Khanh. Ừ. Gửi cho bà phần quà ăn Tết nha. Ừ, năm mới chúc bà thật nhiều sức khỏe bình an. Có gạo không nổi đâu bây giờ gửi ở đâu đi? Gửi đây đi. Gửi này để tôi kêu. Anh Phương ơi, để đây đi, anh Phương gửi gốc cây này nè. Bưng qua đây, cây. Đi bằng xe nè, đó phải đỡ chiếc xe rồi. Rồi con để bà cho bà đây nha. Họ kêu con mà lại chở giùm. Đây. Rồi an toàn. Rồi con đi luôn bà. Ở đây là chỗ xã Ngọc Thành nè. Giờ Hạnh sẽ đi chạy dài trong kinh này tặng cho bà con. Rồi con đi luôn bà ơi. Con sẽ vô trong đây tặng cho phần quà. Rồi anh Phương đẩy lên bao gạo cho em luôn đi. Rồi dính với xe đi. Buông được chưa? Rồi Hạnh vô đây gửi cho gia đình của cô phần quà. Rồi con chào cô, chào các bé. Chào cô coi. Chào cô. Tên cô liền. Chào cô. Dạ. Nhà cô được bao nhiêu thành viên? 5 thành viên. 5 thành viên ha. 7 là mẹ cha anh ta mừng viên rồi. Rồi ở nhà mình nuôi ba đứa cháu nội. Rồi hôm nay thì con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho cô phần quà Tết nha. Dạ. Năm mới con chúc gia đình cô nhiều sức khỏe, chúc hai bé trong ngoan học giỏi luôn. Rồi, cảm ơn con. Rồi được phần quà gì sao cô, mừng không? Mừng lắm. Cháu rồi con đi luôn cô ơi. Cô. Rồi Hạnh vô đây gửi cho bà phần quà Tết. Dạ, chào cô. Ôi, bà chắc lớn tuổi rồi ha. Bà 90, ta 9 mấy rồi? 9 rồi. Nặng quá anh Phương. Rồi anh Phương ra trước đi, ở đây được. Rồi con chào bà nha.
Cảm ơn cô đi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 99 rồi. 89 rồi ha. 99 thôi. 99 tuổi còn tuổi lần trăm rồi. Ôi, chúc mừng bà nha. Rồi hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh ở bên Mỹ gửi cho bà phần quà Tết nha. Năm mới con chúc bà thật nhiều sức khỏe và bình an luôn. Rồi đây bà sống ơn nè hả? Đây, gạo với nhu yếu phẩm mì nha bà. Chúc bà Tết vui vẻ. Nhà của bà ở đây đó hả? Đây nhà của bà ở đây. Rồi sẽ qua đây chặn phần quà tiếp theo. Rồi hình vô đây gửi cho cô phần quà. Dạ con chào cô. Chào cô. Dạ hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho cô phần quà Tết nha. Chúc là cô chậu cô cậu bên gì bên Mỹ. Rồi năm mới con chúc gia đình cô thật nhiều sức khỏe bình an dạ. Luôn. Sẽ vô đây gửi cho gia đình cô phần quà. Dạ con chào cô. Ủa nhà mình bán dưa hấu quá gì ạ? Không bán dưa hấu nó mới đi bên bà già vợ nó hơi sáng. Dạ, hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho cô phần quà Tết nha. Rồi năm mới chúc gia đình cô thật nhiều sức khỏe bình an luôn. Gửi lời thăm cô gì ở bên Mỹ, anh chị bên Mỹ. Rồi con chào cô nha cô, đi lên cô ơi. Gửi lời thăm sức khỏe. Dạ. Giỏi. Rồi con chào cô chú. Hôm nay thì con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho cô chú phần quà Tết nha. Năm mới con chúc gia đình chú thật nhiều sức khỏe, bình an luôn. Ăn Tết vui vẻ luôn nghe ông bà. Nặng không nè. Cô cầm đi cô. Cảm ơn tặng cho con, cảm ơn. Rồi con chào ông bà nha. Rồi. Nhà này nguyện về sao phải chạy xe tới đây luôn lại thành loại bộ kìa xa chứ em ngoài đây cũng nhà luôn á. Dạ con chào cô, chào bé. Hôm nay thì con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh ở bên Mỹ gửi cho cô phần quà Tết nha. Năm mới con chúc gia đình cô thật nhiều sức khỏe bình an luôn. Rồi cho quà rồi con đi luôn cô ơi, mà cũng mừng có gạo ăn đâu. Dạ rồi con đi luôn cô ơi. Giờ anh Hạnh với em Phương chạy ra ngoài đây nè. Rồi chạy trước em Phương ơi. Em đi sao cho. Ở đây thì không có lộ quá. Chắc bà con đi mỗi lần đi ra ngoài chắc rất là khó khăn trời mưa. Tôi ngồi lộ dưới đây cũng xa dữ. Hạnh lên đây để cho chú phần quà Tết nè. Rồi chào con. Dạ con chào chú. Hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho chú phần quà Tết nha. Năm mới chúc gia đình chú thật nhiều sức khỏe bình an luôn. Chúc con cháu mừng giỏi. Ăn Tết vui vẻ luôn nha chú. Trời ơi, đây nhiều mai quá kìa. Gọn đi luôn chú ơi. Đi nha, con có đi học chưa? Chưa. Ông ngoài đây mà lộ ra ngoài kia xa quá hả chú? Dạ đâu. Ý là mình lộ ra đầu lộ á. Ừ, bị hơi xa, bị đất mình ở đây nè. Dạ, rồi. Đi luôn nghe bé. Rồi bên đây nhà của ai có nhà không? Con chưa. Vô đây gửi cho bé phần quà. Mẹ cha con đâu rồi? Đi đám rồi hả? Ờ nhà con đây hả? Rồi hôm nay cô thay mặt cho chú Jimmy với cô Khanh bên Mỹ ha, gửi cho con phần quà nha. Rồi năm mới chúc gia đình con thật nhiều sức khỏe luôn. Rồi anh Phương đẩy lên, anh Phương đẩy nhà nhà đi ha, không ai nhà hết rồi. Rồi về nói với bố mẹ nghe, có người nhận quà, tặng quà nghe, quà Tết nghe. Rồi cô đi luôn nghe. Ở nhà ngon nên đi quanh kia chơi. Rồi đã vô đây gửi cho cô phần quà. Rồi con chào cô. Rồi hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ để cho cô phần quà nha. Nó ở đâu rồi cho ở Mỹ, ở Mỹ. Rồi cô cảm ơn giùm con là được rồi.
Rồi năm mới con chúc gia đình cô thật nhiều sức khỏe, bình an luôn. Rất vui vẻ nha cô. Cảm ơn nha. Dạ, con đi luôn cô ơi. Bệnh đau. Rồi bây giờ Hạnh ra vô đây để tặng phần quà. Dạ chào cô. Hôm nay cho Hạnh thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh ở bên Mỹ gửi cho mình phần quà Tết nha. Dạ. Rồi năm mới chúc gia đình thật nhiều sức khỏe bình an luôn. Dạ. Rồi ăn Tết vui vẻ luôn nha. Dạ. Rồi chào gia đình luôn. Cảm ơn chị nha. Dạ. Ngay vô đây để tặng cho gia đình cô chú phần quà. Rồi chào cô chú. Dạ hôm nay thì thay mặt cho anh Khanh, anh Jimmy với chị Khanh lên Mỹ gửi cho mình phần quà Tết nha. Chú cầm tiếp đi chú. Cảm ơn chú Thanh với chú Jimmy với chị Khanh. Cảm ơn cô nha. Rồi năm mới chúc gia đình cô chú thật nhiều sức khỏe bình an, ăn Tết vui vẻ luôn nghe cô chú. Dạ con đi luôn. Dạ. Cảm ơn chú Phương kìa, chú Phương. Bây giờ Hạnh để tặng cho chú phần quà. Chú Hai Thành đi tặng quà đó mà nhà chú ngoài sao á. Rồi Hạnh chú gọi cái đây thì Hạnh sẽ gửi cho chú. Dạ em chào chú, hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho chú phần quà Tết nha. Dạ, cảm ơn. Rồi năm mới chúc gia đình chú thật nhiều sức khỏe bình an luôn. Dạ, dạ. Ăn Tết vui vẻ luôn nha chú. Ừ. Rồi con đi luôn. Hạnh vô đây gửi cho chú phần quà. Ồ, cái cây vú sữa nó bự cả luôn. Dạ, con chào chú. Hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho chú phần quà Tết nha. Dạ, à, bé bưng đi bé. Con bé con. Năm mới con chúc gia đình chú thật nhiều sức khỏe. Mấy bé trong ăn học giỏi luôn. Dạ. Con Hạnh với chú mở phát tài lộ năm nha. Dạ, ăn Tết vui vẻ luôn chú ơi. Cái quà nha, cái vui vẻ rồi đem lại con. Dạ, dạ, rồi con cảm ơn nhiều. Cảm ơn con. Dạ. Còn mấy ông lão và lão bên kia nữa kìa. Dạ Hạnh vô đây gửi cho cô chú phần quà. Ôi chào bé. Dạ con chào cô. Rồi hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho cô chú phần quà ăn Tết nha. Rồi năm mới con chúc gia đình cô thật nhiều sức khỏe bình an luôn, ăn Tết vui vẻ luôn nha. Dạ con đi luôn cô ơi. Ông thích xong nó xích diện ta đuổi rồi, bốn bữa ta đuổi. Sao mà đuổi? Nặng quá ta chịu được. Ủa vậy hả? Nặng quá chịu được đuổi về. Dạ Hạnh ơi, gửi cho chú phần quà. Nhà con đây hả? Dạ con chào chú. Dạ hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho chú phần quà Tết nha. Rồi năm mới con chúc gia đình chú thật nhiều sức khỏe bình an, Tết vui vẻ luôn nha chú. Chú bị bệnh gì? Bà cũng đi bệnh gì nữa, bữa ổn nó chết không. Dạ rồi bây giờ bệnh viện ta được kêu mình về ha, cho mình về không có chị mình nữa. Người ta nói có phòng trả qua gì cho ăn lấy đi. Dạ rồi đi luôn chú ơi, gắn lên thôi chú. Rồi dạ con của chú thì bị bệnh đó. Dạ con chào chú. Chào em trai. Chào chị coi. Chị. Rồi biết chào chị, gửi đây lên Phương. Hôm nay con thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho chú phần quà Tết nha. Năm mới con chúc gia đình chú thật nhiều sức khỏe luôn. Dạ, ăn Tết vui vẻ luôn nha chú. Rồi chúc em trai nhiều sức khỏe nha em trai. Rồi chào gia đình mình. Chú bị bệnh nên gung 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 luôn. Dạ. Bây giờ Hạnh vô đây cho gia đình anh phần quà. Có hai cha con sống à. Dạ thì không có, bỏ đi rồi. Rồi em chào anh. Hôm nay thì em thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho hai cha con anh phần quà ăn Tết nha. Cảm ơn cô. Dạ năm mới thì chúc gia đình anh thật nhiều sức khỏe bình an luôn. Rồi. Rất vui vẻ luôn nha. Cảm ơn cô. Dạ, rồi em chào anh. Rồi quất lên luôn rồi, nhà ngoài sao xa quá hả? Dạ sao tôi sao. Dạ rồi hôm nay thì em thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho gia đình anh phần quà ăn Tết nha. Dạ, rồi sao nổi. Dạ. Con không biết đâu. Con biết bơm chú. Nè 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 ôm này nè bé, ôm này nè con. Con giùm chú đi.
như là con của chú đi. Dạ, dạ. Rồi ôm giùm đi ha. Rồi ôm ra rồi. Cảm ơn anh quay phim kìa. Rồi gia đình năm mới chúc gia đình ông thật nhiều sức khỏe luôn, ăn Tết vui vẻ luôn nha. Rồi còn phần quà cuối thì Hạnh sẽ đi về. Ông thấy cô Hạnh quay cùng phim Bắc Cây Cầu Kinh Năm. Trời ơi, tôi đây tôi mừng lắm, mừng luôn. Tôi quay phim ở Sài Gòn á. Dạ. Rồi anh Tám gửi qua cho anh Phương đi. Anh Tám về có một chuyện về đây rồi bắt đầu còn phần anh đi tặng về dài. Hạnh vô đây gửi cho bà phần quà. Rồi con chào ba. Năm mới khỏe không ba? Khỏe. Hôm nay con thay mặt cho chị anh Jimmy với chị Khanh bên Mỹ gửi cho mình phần quà Tết nha. Chúc bà thật nhiều sức khỏe luôn, năm mới bình an, ăn Tết vui vẻ nha. Cô ơi bưng giùm ơi cô, nặng lắm. Rồi con chào bà luôn. Đây là phần quà cuối cùng, hôm nay thì Hạnh tặng 21 phần quà cho bà con. Thì hôm nay Hạnh thay mặt cho anh Jimmy với chị Khanh ở bên Mỹ thì Hạnh rất là cảm ơn anh chị luôn. Hằng năm mới thì Hạnh chúc gia đình anh chị vạn sự cát tường, phúc lộc an khang, năm mới dồi dào, gia đình thì luôn hạnh phúc, công việc luôn thuận lợi và thành công. Video của Hạnh đến đây kết thúc. Hạnh cảm ơn bà cô chú chị các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương ủng hộ kênh Mít Thành Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà cô chú chị các bạn có một năm mới thật tràn đầy hạnh phúc, công việc luôn thuận lợi và thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào bà. Đi luôn bà ơi. Dạ. Hello.